chào các bạn. Để làm trà sữa đó thì ở đây mình dùng là 5 gói trà Lipton nè. Không có trà Lipton thì các bạn dùng trà đen cũng được nha. Mình sẽ cho nước sôi vào đây để mà mình ngâm trà. Mình dùng là 150ml nước sôi á. Mình đậy nắp lại, mình để đây mình ngâm. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi làm cái chân trâu phô mai. Đây là phô mai con bò cười nè. Mình dùng 4 miếng như vậy. Phô mai thì mình sẽ cắt nhỏ nó ra thành dạng hạt lựu đó. Phô mai nó mềm cho nên mình cắt nhẹ nhẹ tay thôi. Cắt phô mai xong thì mình pha nước đường. Trong đây là 70g đường cát nè. Mình sẽ cho xíu nước sôi vào để mình khuấy cho nó tan ra. Khuấy cho đường nó tan gan vậy là được nè. Giờ mình sẽ múc ra chén này một ít để mà mình ngâm phô mai. Còn cái nước đường còn lại này thì mình để lát để mình trộn với chân trâu. Mình cho phô mai vào nước đường mình ngâm để cho phô mai á nó có vị ngọt, với khi mình áo bột á nó dễ dính hơn nữa. Để đây cho phô mai nó ngấm đường một chút xíu thì mình sẽ đem nó đi áo bột. Ở đây mình có là 70g bột năng và một cái khay như vậy. Thì đầu tiên mình sẽ cho phân nửa cái lượng bột năng vào đây trước. Chảy đều bột ra xong thì mình sẽ vớt phô mai á, mình gãi từ từ lên. Cho phô mai vào khay xong thì mình cho hết cái phần bột năng còn lại lên. Rồi mình sẽ đậy nắp hộp lại. Mình lắc cho phô mai nó dính đều bột là được. Áo bột xong thì mình lựa chân trâu mình bỏ qua đây. Còn một ít bột năng thừa thì các bạn có thể cho thêm xíu nước sôi vào, mình nhồi mình làm chân trâu trắng cũng ngon. Rồi mình đi luộc chung với cái chân trâu phô mai này luôn nè. Còn bột năng thừa mình làm chân trâu nè, mình cho vào mình luộc trước. Rồi chân trâu phô mai thì luộc rất là nhanh cho nên mình cho vào sau. Mình luộc khoảng 10 phút cho chân trâu trắng nó chín á, thì tiếp tục mình sẽ cho chân trâu phô mai vào mình luộc luôn. Mình dùng đũa các bạn, mình đảo lên, mình đảo nhẹ nhẹ tay thôi. Mình đảo nhẹ nhẹ cho nó rời ra, nó đừng dính chùm lại. Chân trâu phô mai này nó nhanh chín lắm. Mình luộc khoảng 3 đến 4 phút là được rồi. Chân trâu phô mai mình luộc cho nó vừa trong lên vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha. Chân trâu làm xong nè. Thì mình sẽ cho hết cái phần nước đường còn lại đó vào đây để mình bảo quản. Chân trâu mình ngâm trong nước đường á các bạn, nó sẽ giúp cho chân trâu mình á nó có vị ngọt và nó không có bị dính cục lại nữa. Đó, nhìn ngon chưa nè.
Rồi phần trân châu xong thì mình đi làm trà sữa. Để nấu trà sữa thì mình dùng đây là 2 bịch sữa tươi có đường. Mỗi bịch sữa tươi này là 220 ml đó. Thì mình dùng 2 bịch là 440 ml nha. Rồi tiếp theo mình cho sữa đặc vào. Mình dùng là khoảng nửa hộp sữa đặc á. Và mình nhắm chừng thôi. Thì các bạn thích béo nhiều thì các bạn dùng nhiều nha. Rồi bật bếp mình nấu cho hỗn hợp sữa này nó nóng lên. Nấu cho sữa nó nóng, nó bốc hơi lên vậy nè. Thì tiếp tục mình sẽ cho cái trà Lipton nãy mình pha vào. Nó khuấy đều nó lên. Rồi mình tắt bếp luôn nha. Tắt bếp xong thì mình cho thêm 40g bột kem béo vào nữa nè. Mình khuấy cho nó tan đều ra nữa là được. Không có bột kem béo thì các bạn có thể tăng lượng sữa đặc lên nha. Thơm lắm các bạn ơi. Giờ mình để cho nó nguội nữa là mình thưởng thức được rồi. Trà sữa nguội rồi nè các bạn. Bây giờ mình rót ra ly mình thưởng thức. Mình múc trân châu lên. Các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Mời các bạn nha. Trân châu á, cái lớp bên ngoài á thì nó dẻo dẻo sực sực, còn bên trong á thì béo thơm của phô mai. Mình ướp đường á có vị hơi ngọt ngọt, mình uống cùng với trà sữa á, ngon lắm luôn á. Trà sữa mà mình tự làm ở nhà nè thì nó không phải là ngon nhất, nhưng mà mình làm theo khẩu vị của gia đình mình, cho nên cả nhà ai uống cũng thích hết á. Món này thì làm khá là đơn giản, cho nên nếu có thời gian đó thì các bạn hãy thử nha. Đến đây thì cái món trà sữa trân châu phô mai của mình đã làm xong. Thì mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cuối lời thì mình xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.